gặp những cái niệm khó, khó quán xét, thì ráng nỗ lực đem hết sức lực của mình, từ cái chỗ đó mới triển khai được cái tri kiến của mình, mới xả được tâm rốt ráo, nó không còn khó nữa. Đó là cái phần câu hỏi này. Được rồi, con sẽ lo vấn đề giấy tờ rồi, rồi con sẽ nộp tâm hỷ và tâm xả. Nếu mà nó không đúng thì thầy sẽ ghi trong cái bài của mấy con, à không đúng, để cho con làm thêm. Còn nếu đã đúng thì mấy con lo giấy tờ xong thì mấy con sẽ nỗ lực tu tập thôi, vào lớp chánh tư duy thôi. Được chứ không có sao hết. Bởi vì cái tứ vô lượng tâm này rất cần thiết, càng thấu triệt nó thì mấy con dễ xả lắm. Áp dụng trên tứ niệm xứ, mấy con sẽ đem lại sự bình an cho thân tâm của mấy con. À, bây giờ con chỉ cần tập quan sát bên trên bốn chỗ thân tọa tâm pháp mà thôi. Còn về cái phần mà viết về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì mấy con phải thực hiện cái tri kiến đó cho thông suốt, chứ chưa bây giờ áp dụng đâu. Tới chừng mà vô cái lớp chánh tư duy thì mấy con sẽ áp dụng. Mấy con áp dụng với cái đặc tướng của mấy con, với tâm nào, tâm xả, tâm từ, tâm bi, thì mấy con sẽ sử dụng trên tứ niệm xứ bằng cái pháp duy nhất đó. Còn bây giờ mấy con chưa viết xong thì mấy con đừng có nghĩ rằng mình sẽ tu pháp từ hay pháp bi gì được hết. Khi nào viết xong rồi thì thầy sẽ xác định mấy con có cái duyên với pháp nào. Bởi vì cái duyên với pháp nào là cái sở trường của mấy con thích nó thì mấy con sẽ tu nó chứ không có gì khác. Còn mấy con chưa viết được mà mấy con muốn tu thì chưa được đâu. Chưa, bởi vì nó chưa xác định. Mà nếu mấy con chung chung, nghĩa là từ bi hỷ xả này, bốn cái pháp này mà mấy con chung chung, thì tức là mấy con sẽ tu tứ niệm xứ chứ không tu được cái chuyên với bốn pháp đó đâu. À, còn các con thấy trong kinh Bát Hành nó có tám pháp độc nhất, mà pháp độc nhất của nó là, thứ nhất của nó là sơ thiền, thứ hai là nhị thiền, thứ ba là tam thiền, thứ tư là bốn thiền, rồi mới tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tám pháp độc nhất. Một người tu mà sơ thiền, người ta vẫn đạt được kết quả, chứ không phải đợi phải đi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không phải đâu. Đức Phật đã xác định điều này, thầy chưa dạy về cái, bởi vì bốn cái pháp này nó là bốn cái pháp định, bốn cái pháp định, cho nên thầy chưa triển khai tới cái lớp mà chánh định. Nếu mấy con mà tới đó, thầy cái lớp chánh định triển khai cái giáo án của nó là cái sơ thiền phải tu như thế nào. Còn bây giờ chúng ta tu trên tứ niệm xứ là chánh niệm chứ chưa phải là chánh định, cho nên vì vậy mà chúng ta có tướng thần túc thì chúng ta nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền nó dễ rồi. Nhưng mà chúng ta đi vào pháp độc nhất của sơ thiền ngay từ bây giờ này, chúng ta độc nhất vào sơ thiền thì phải học các pháp, các cái giáo trình của nó để thực hiện cái pháp này. Cũng như bây giờ thầy triển khai cái tri kiến của mấy con về tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, để thấy cái khả năng của mấy con, cái đặc tướng của mấy con ở pháp nào, để lấy cái đó mà làm pháp độc nhất của con tu thôi, chứ thầy chưa có giảng về pháp độc nhất đâu. À, lẽ ra thì phải có cái thời gian một năm lận, cái lớp chánh tư duy là cả một năm lận, nhưng mà vì thầy không muốn kéo dài cái thời gian, cho nên mấy con phải làm đêm làm ngày đó, làm cho thật nhanh mà cho đầy đủ đó, mấy con phải cố gắng triển khai, bởi vì cái thời gian nó gấp rút. Chứ lẽ ra nó một năm học lớp chính kiến chứ đâu phải là trong 3 tháng 4 tháng này đâu. Cho nên vì vậy mà thầy thấy cái thời gian cần phải gấp rút, cho nên buộc lòng mấy con phải làm việc rất nhiều vì cái chánh tư duy của mấy con. Do đó thì cái lớp mà tu học về chánh tư duy thì mấy con phải nỗ lực làm cho nốt bài, còn có mười mấy ngày nữa là mấy con phải làm nốt. Lẽ ra thì những cái bài này được kiểm đi kiểm lại cho đúng cái tiêu chuẩn. Ví dụ như một bài mấy con làm, đầu tiên mấy con làm tâm từ, cái bài đầu này, bài này mới có được 2 điểm à, thì mấy con phải làm lại cái bài tâm từ lần thứ hai, chứ không phải nó là 2 điểm rồi đi qua để học cái bài khác đâu. Thì mấy con làm cái bài tâm từ lần thứ hai thì mấy con được lên 3 điểm hay là 5 điểm, rồi mấy con làm cho được tới 10 điểm mới thôi đó. Một bài một mà phải làm cho được tới cái đó thì mấy con phải suy nghĩ như thế nào để làm cho được cái điểm đó thì mới chấm dứt cái bài đó. Nhưng ở đây thì chỉ cần thiết để mà các con hiểu biết, để áp dụng vào cái sự tu, mà thầy thấy cái sự hiểu biết của mấy con, chứ không phải là dạy mấy con văn chương để viết lách, chứ để tư duy cho nó lý luận bằng cách này bằng cái kia. Nếu mà đúng là những cái bài viết của mấy con thì chỉ mới có được 3 điểm 4 điểm mà thôi, chứ chưa được 10 điểm đâu. Cho nên bây giờ các con phải ráng mà thực hiện cho xong những cái bài vở này, để qua áp dụng thì cái sự tiếp tục của mấy con trên cái lớp chánh tư duy này, thì có những người ta đủ khả năng để người ta ở lớp chánh tư duy để người ta chứng đạo. Còn mấy con chưa đủ thì thầy lần lượt giúp đỡ cho mấy con triển khai cái lớp chánh kiến trở lại, chứ không sao đâu, con đừng lo cái chuyện đó đâu.
Nghĩa là muốn không thì mấy con, cái khả năng của mấy con nó không được ở trên cái lớp tính tư duy để xả tâm đó. Thì mấy con vẫn coi thì đương nhiên mình nằm ở trên lớp đó, nhưng mà sự thật ra thì con đang phải làm bài. Để khi nào mấy con thấy thầy bảo mấy con phải viết bài để mà xả cái niệm đó, là mấy con còn ở trong lớp chính chính kiến chứ chưa phải là chính tư duy đâu. Còn chính tư duy là quán khấu triệt liền.